Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Minh Sơn. Các bạn có thể thấy được là tôi đang đứng trong một cái quang cảnh đằng sau tôi là rất là nhiều máy cắt cỏ. Và chúng tôi vừa về được một lô máy cắt cỏ KV541. Nói chung là bây giờ đang là cái thời điểm dịch bệnh nên là cái việc vận chuyển hàng hóa rất là khó khăn. Mình cũng cố gắng vận chuyển được về khoảng tầm hơn 200 con KV541. Cái mẫu này thì các bạn có thể thấy được cái thùng thiết kế thì nó vẫn nguyên như cũ thôi, nó tương tự có 143 thôi. Nhưng mẫu KV541 lần này nó đã thay đổi rất nhiều so với mẫu KV541 trước đó. Thay đổi rất nhiều các bạn nhé. Thay đổi theo chiều hướng là tốt lên, tối ưu lên, đẹp lên và cái mức giá cạnh tranh hơn để các bạn có thể lựa chọn. Rồi xin mời quý vị các bạn theo tôi, chúng ta sẽ cùng nhau bóc một cái máy ra để các bạn có thể thấy được chi tiết chiếc máy này như thế nào. Đợt thay đổi này nó có gì khác biệt quá nhiều không? Do ngoài trời nó khá là nắng, vì vậy mình đã tháo ra một chiếc ở bên trong này. Xin mời quý vị các bạn theo tôi. Tôi đã tháo ra một chiếc KV541 từ cái thùng máy này ra, đập thùng luôn. Đây các bạn có thể thấy được, chiếc này thì nó sẽ thiết kế Ilepel Husqvarna 541. Đây xin mời quý vị các bạn vào xem. Trước khi đến với máy thì chúng ta xem phụ kiện nó có những cái gì nhá. Thì mình tháo máy ra đây, nó sẽ có những cái này để các bạn có thể biết được khi mà các bạn mua hàng. Thứ nhất là có một đôi găng tay này, các bạn có thể thấy đôi găng tay tuy là rất mỏng thôi nhưng mà các bạn khi mà có cho thì bao giờ khách hàng cũng khoái hơn, bởi vì có thêm những cái phụ kiện để khi các bạn sử dụng cảm giác nó an toàn hơn. Một đôi găng tay này, một bình xăng. Bình này là để pha nhớt nhưng mà các bạn không nên pha theo cái tỷ lệ này, bởi vì các cái chai nhớt tỷ lệ đậm đặc khác nhau, và cái này thì các bạn nên đựng xăng và pha thẳng theo tỷ lệ nhớt của từng loại nhớt nhé. Cái can xăng này rất là hay là các bạn có thể tức là quay lại như thế này và các bạn sử dụng, tức là để lắp vào vòi như này đó, để các bạn sử dụng rất là tiện luôn. Đây ví dụ như này, các bạn đút cái này vào đây. Đây ví dụ đây tôi làm luôn cho các bạn xem, rất là tiện. Nói chung là nó cho theo đồ đạc khá là ok. Thế anh em dùng ví dụ như này này, mình ví dụ thôi nhá, không lắp kia lâu quá. Các bạn đút cái này qua đây vào đây, rất là tiện này, đổ như thế này không sợ rơi rớt. Đây tức là nó có cái đầu vòi có thể kéo dài này, răng này. Rồi con dao này thì theo mình thấy thì các bạn cũng sẽ chắc là ít sử dụng thôi, bởi vì cái dao này thì có chiều dài chỉ có 35 phân thôi và 1.6 nên chắc các bạn sẽ không dùng, và đa phần dùng máy này để vụt cỏ bằng cước. Đấy, một bộ tool kit tức là bao gồm các cái lục giác. Cái này thì không sử dụng lục giác, cái này sử dụng hoa thị nha các bạn nhé. Một số con ốc để các bạn lắp vào cần máy, rồi các bạn thấy nó có hoa thị để các bạn có thể mở ốc ra. Đây hoa thị máy này, các bạn thấy chưa, hoa thị này khá là đẹp, nhìn chất lượng. Rồi ok, cái đệm ở phần ghi đông, phần ống cần để các bạn đệm bên hông này. Khi các bạn sử dụng thì cái ống cần sẽ tì vào hông này, như thế là sẽ giảm không bị đau khi sử dụng. Tiếp theo này, có sách hướng dẫn này. Sách hướng dẫn này thì các bạn xem nó chủ yếu là bằng tiếng Anh, vì vậy là các bạn xem hình là chủ yếu thôi. Tiếp theo này, có một cái măng chắn giống của Hu luôn, măng chắn rất là đẹp này, cao, đẹp. Có một cái kính mắt để các bạn khi mà sử dụng có thể đeo vào để tránh bụi bẩn bám vào mắt chúng ta. Kính mắt này. Tiếp theo này, có một cái dây đai này. Dây đeo này, dây đeo hai vai nhá các bạn nhá. Dây đai này, dây đeo hai vai và có mút xốp ở các cái vị trí tì vào vai để các bạn khi mà sử dụng sẽ tránh những hiện tượng đau vai, và có điểm tì bên hông để tránh ống cần va vào xương hông của chúng ta khi sử dụng, rất là an toàn. Tiếp theo nó có cái gì nữa? Đây các bạn sẽ xem. Đây các bạn sẽ xem nha. Nó có thay đổi nữa là cái ghi đông. Anh em rất chết cái ghi đông này là ghi đông nhôm này. Ống cần, ống tay cầm này, cái đường cái độ dày rất khá là dày, anh em nhìn thấy không? Khá là dày. Đây là tay cầm nhôm. Rồi. Chúng ta đi đến máy đi, anh em đi đến máy nhá. Thì các bạn thấy này, cái ốp giật này, ốp này là ốp giật trợ lực này. Ốp giật trợ lực nhá các bạn nhá. Và các bạn có thể thấy này, con này nó sử dụng buji đấu đúc này. Buji này chất lượng tốt hơn buji thường một tí.
Nếu mà các bạn không nặng nề vấn đề này, có thể thay hẳn buji này lên buji Champion hoặc buji NGK luôn, cũng ổn luôn. Con này thì lọc gió nó là lọc gió thường thôi, lọc gió giống hàng hu. Đây, đây là cái mút này thôi, mút vào cái giấy này, mút này. Rồi, chế hòa khí này, chế hòa khí này gọn rồi. Chế hòa khí này là chế hòa khí One Pro luôn. Các bạn không biết, mình không biết là các bạn sẽ nhìn thấy không, mình sẽ cố gắng vạch em nó ra để các bạn nhìn thật rõ. Đây, chế hòa khí One Pro, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, có nhìn thấy không? Mình nghĩ là rất là rõ rồi đấy. Rồi, ok. Chế này là chế VKVK nhé các bạn nhé. Chế này khá là ổn để các bạn sử dụng. Có cả cái tai tai chế này để cho chắn không cho bụi bẩn vào cái ốc đỉnh, ốc chỉnh chế trên đỉnh này. Rất đẹp. Bạn nhìn thấy chưa? Khá là đẹp. Côn này. Côn này. Con này sử dụng cái mâm điện Alsin thì chắc chắn điện IC của nó là điện Alsin. Con này hơi đen nhé các bạn nhé. Hơi đen này. Đó. Ốp giật trợ lực hơi đen lốc này rất đẹp, lốc có đóng lốc 4500 này. Lốc con này mình nghĩ sử dụng chung lốc 143 luôn. Nhìn thấy không? Đấy các bạn thấy không? Lốc bóng đẹp. Nói chung con này không có điểm gì chê cả. Giá của nó cũng rất hợp lý nhá. Anh em mà có mức kinh tế hạn chế thì các bạn có thể đầu tư con này. Mức con này thì nó khoảng tầm hiện tại bây giờ tầm 3,7 triệu các bạn ạ, 3,7 triệu. Thì theo mình nghĩ đây là mức giá khá là hợp lý để các bạn lựa chọn khi mua một chiếc máy sử dụng chế One Pro này. Có ốp giật trợ lực này, côn chất lượng cao này, buji đấu đúc này, hơi đen này, đầy đủ phụ kiện như mình vừa quay cho bạn xem. Thì các bạn có thể thấy được cái mức giá mình nghĩ rằng con này khá là hợp lý để các bạn lựa chọn cho các trong phân khúc. Bây giờ hàng nó mới về nên là mình quay nhanh để cho các bạn xem cái tình trạng hàng. Sau đó thì lát nữa buổi trưa mình sẽ có thời gian mình sẽ test con này. Và nếu mà chiều hoặc là ngày mai mình có thể so sánh con này so với con Z-Loat 541. Nói chung là con này các bạn nhìn tổng thể khá là ổn so với mức giá tiền. Còn nếu mà so với Z-Loat 541 thì nó vẫn ở phía dưới, nó không tốt bằng. Bởi vì con Z-Loat thì sử dụng hơi IUP, lọc gió giấy, tất cả các chi tiết khá là ổn hơn. Do đó thì con Z-Loat giá nó cao hơn. Z-Loat thì 4,5 triệu, còn con này là 3,7 triệu hiện tại. Rồi một lần nữa thì các bạn nếu thấy video này hay, vui lòng like, subscribe kênh, đăng ký và chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau. Hy vọng video này chúng tôi giới thiệu cho các bạn thêm được một cái dòng sản phẩm để nếu các bạn có nhu cầu mua hàng có thể liên hệ với Điện Máy Minh Sơn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.